À, xin chào cả lớp nha à, Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái uh, chia sẻ cái kiến thức của cái trường 3 uh, Trường Chiến lược về Sản phẩm Thì từng rồi mình đã có những cái uh, thông tin về uh, nhãn hiệu là gì các cấp độ nhãn hiệu rồi à, ví dụ như là à, khi một cái nhãn hiệu có những cái ký hiệu bắt đầu từ chữ c chữ tm chữ r thì có nghĩa là gì hoặc tại sao trên một cái sản phẩm của mình à, bên cạnh nhãn hiệu thì mình có thể là có luôn là nhãn chỉ dẫn địa lý ha à, thì các bạn có thể coi trong cái giáo trình trên slide của mình à, là có một số cái uh, lợi ích ha? thì đương nhiên là cái này nó trong cái cái yeah, cái bài của mình thôi còn thực tế thì mình cũng có thể là suy nghĩ mình tìm ra thêm nhiều cái ích lợi nữa thì khi mà khách hàng đi mua một sản phẩm mà có nhãn hiệu á thì sẽ giúp cho khách hàng phân biệt để lựa chọn À, ví dụ như bây giờ trên thị trường của mình à, bánh sữa hoặc là xe rất nhiều nhưng mà không có một cái sản phẩm nào nó phù hợp với tất cả mọi người và mọi người cảm thấy mình ưng ý à, mình phù hợp với một cái loại sản phẩm nào đó và chúng ta nhớ được cái tên nhãn hiệu thì như vậy là lần sau mình sẽ đi tìm cái sản phẩm à, có cái tên nhãn hiệu mà mình đã sử dụng mình cảm thấy yên tâm về chất lượng mình cảm thấy phù hợp với mình về công dụng về thành phần này, kia vân vân à, hoặc là thậm chí là mình cảm thấy mình tự hào khi sử dụng cái sản phẩm đó à, ví dụ như đi ngoài đường à, hỏi các bạn đang chạy chiếc xe gì nó à, à tôi chạy chiếc XH đi học, đi làm hoặc là mấy cô nữ hỏi sử dụng cái gì thì, thì, thì túi sách gì thì à, tôi sử dụng à, sử dụng túi sách là LV vân à, vân sang hơn nữa đẳng cấp hơn nữa là Hermes à, hoặc là thậm chí là có những cái thương hiệu Việt Nam của mình ví dụ như là à, Vascara Nandy đó thì như vậy là trên sản phẩm của mình là mình sẽ có cái nhãn hiệu à, để giúp khách hàng với những cái ưu à, thế những cái ích lợi như vừa nêu trên và đối với người bán thì sản phẩm có nhãn hiệu giúp họ kiểm soát được cái thị trường ví dụ như bây giờ công ty Unilever đi hoặc là Honda đi à, có rất nhiều mặt hàng thì không lẽ đánh số một hai ba bốn thì như vậy mình sẽ có à, dầu gội đầu là xinh siêu rồi có ví dụ như là à, có dầu gội đầu clear à, thì như vậy dựa vào những cái nhãn hiệu trên cái sản phẩm đó à, giúp cho cái nhà sản xuất à, và các bạn mà liên quan đến vấn đề về tồn trữ về kho xuất hàng này kia thì họ sẽ dựa vào đó và đếm được cái số lượng hôm nay xuất là bao nhiêu tồn à, kho là bao nhiêu vân vân à, hoặc là ngay cả khi mình tính về cái thị phần của mình trên thị trường thì mình cũng sẽ có cái nhãn hiệu để mình tính toán nó được à, cho nó nhanh và chính xác và đối với cái nhà sản xuất thì giúp làm tăng danh tiếng uy tín ví dụ như bây giờ các bạn sử dụng một cái sản phẩm nào đó mình thích iPhone, mình nói à tôi sẽ sử dụng cái iPhone từ xưa giờ thì mình sẽ coi nghiên cứu à, iPhone này là của doanh nghiệp nào sản xuất, của tập đoàn nào sản xuất thì mình biết à, iPhone là của Apple. thì như vậy từ một cái sản phẩm có nhãn hiệu và sản phẩm có cái chất lượng thì nó sẽ góp phần là gì à, tạo dựng, xây dựng nên cái hình ảnh uy tín của cái doanh nghiệp đồng thời không chỉ cái nhãn hiệu đó mà doanh nghiệp của mình có được cái thương hiệu à, thì cũng sẽ thu hút được cái gì à nhân tài nghe để họ đến họ làm việc à, họ khai thác được cái giá trị cái năng lực của họ họ đóng góp cho doanh nghiệp của mình những cái vấn đề sáng tạo này kia đó thì như vậy đó là một vài cái à, ít lợi khi chúng ta giải nhãn. Đây. Ví dụ như bây giờ coi là gì Aquafina Thì ở dưới mình thấy cái sản phẩm ghi từ sản xuất của Pepsi ha. Nếu mình thích mình cảm thấy cái cái vị của Aquafina phù hợp với mình Cái chất lượng nó ổn định này kia Thì như vậy là mình cứ mua Aquafina trong những lần kế tiếp Và như vậy trong đầu mình cũng nói À đây là sản phẩm của Pepsi là tốt vân vân tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng dán nhãn à, một vài cái trường hợp thứ nhất đó là cái sản phẩm mà à, địa phương quy mô nhỏ à, hoặc là cái sản phẩm khác là về cái kiểu dáng nhà sản xuất muốn nhưng mà thật kia là có thể là do đặc thù này kia có làm khác biệt hoặc là một số nông sản rau củ có dán nhãn hoặc một trường hợp nữa là sản phẩm loại hai kiếm chất lượng có nghĩa là mình vẫn đưa ra thị trường nhưng mà chúng ta không dán nhãn rồi bạn nào có thể cho cô một vài cái ví dụ nó nằm ở đâu trong bốn uh, lý do này hoặc có thể là có một cái lý do nào đó mà chưa đưa vào trong cái slide bài giảng này bạn nào cho cô ví dụ nè mình thấy là những sản phẩm địa phương quy mô mà nhỏ mà bản thân cái nhà sản xuất họ không đi đăng ký họ không đi làm thủ tục thì làm gì mà cơ quan ban ngành nhận hồ sơ xem xét hồ sơ rồi lại gì cấp nhãn cho họ để họ giác tao cho cô biết rồi một vài cái ví dụ về giống như một số một cái rổ đang tre ngoài chợ đó cô ngành hàng thủ công nhưng mà chất lượng quy mô nhỏ nên người ta không có đăng ký nhãn hiệu À, đúng rồi, bạn Lâm cho ví dụ đúng rồi đó, yeah. rồi, cho cô ví dụ khác. à, đó là nằm trong cái trường hợp thứ nhất là sản phẩm địa phương quy mô nhỏ, ha, yeah. mình không đi đăng ký. rồi, cho cô một vài cái ví dụ nữa nè. hoặc là nông sản rau củ khó dán nhãn. Ví dụ như nhìn mình nhìn sầu riêng nè Bưởi dưa hấu nè Thì mấy cái trái đó lớn Diện tích nó dễ dán nhãn Bây giờ tìm cho cô coi một số nông sản Mà khó dán nhãn lên Cho nên ta không có dán đó, Mấy bạn hay đi siêu thị đó Hay để ý nè Cho cô ví dụ coi Ở địa phương em thì thường là hành tím dĩnh châu đó Cô cũng không có dán nhãn được À mà mình chỉ xây dựng thương hiệu cho cái vị trí địa lý đúng không à, chứ không có ai dán nhãn cho từng cái củ hầm đó đúng rồi đó trái tắt cũng không ai dán nhãn nghe dịp nha rồi còn gì nữa không đây là cô cho một vài cái hình ảnh nha. cát đá rồi gì cũng những sản phẩm khó làm phân biệt ha, giữa vùng này với vùng kia hoặc đây những cái sản phẩm này giống như các bạn đó là cái tắt chế hậm đó rồi mấy này nó nhỏ quá thì cũng đâu có ai ngồi dán nhãn được chưa hoặc là những dạng hàng quá còn sống đây mình mua mấy con ghẹ đặc biệt mấy con mà còn bơi bơi hoặc vịt tại vì tâm lý mình thích ăn thực phẩm tươi sống mà thì cũng đâu có ai dán nhãn trên đó Yeah. Rồi à, Nếu mình được thì mình có thể lên trên trang web Mình coi luật của Việt Nam sẽ có hàng loạt những cái nhãn hiệu Những cái sản phẩm sẽ không giá nhãn Và khi mình đặt tên nhãn hiệu thì mình sẽ có một vài cái căn cứ Thì đương nhiên là à, những cái cách này đặt nó phổ biến thôi Mà người ta sử dụng nhiều quá thì đến lúc nào đó thì cũng khó cho mình Để mình tìm được cách đặt tên à, Thứ nhất đó là theo cái tên của cái người sáng lập Yeah. ví dụ như mình lên nghe chữ pho pho mình coi hoài cái mình lên mình coi tìm hiểu về cái lịch sử thì mình sẽ biết là cái người sáng lập ra cái, cái chiếc xe này à, tên là pho yeah. ha hoặc đôi dài adidas và cô nhắc lại nha yeah, nhãn hiệu là cái tên được gắn trên sản phẩm nha yeah. ví dụ như chiếc xe này đó hoặc là đôi dài adidas của mình cũng vậy nha yeah. có cái chữ adidas trên đó thì cũng tên nhà sáng lập đó à, hoặc là cái dao cạo Gillette hoặc là bia Heineken của mình đó à, thì vậy bạn nào cho cô ví dụ nữa nè à, mình nghe cái tên nhãn hiệu đó mình biết cái người sáng lập đó tên gì luật dụ đi ra Hà Nội nè, mơ Hồng Lam đó, thì ông chủ người sáng lập nha và trên từng cái hộp đó đều có cái chữ là Hồng Lam, nha. Ông này một thời đúng không? Rồi, đây cái à, CK đúng không? Mình cho ví dụ trên sản phẩm đó và cái tên người sáng lập là đúng rồi, nha. À, Khải siêu ông này tên Khải cái ống bên cái sản phẩm mà lụa cái Khải siêu phải không Khải nhưng mà có một cái sự cố xảy ra cho nên ông này đã biệt tích đã biến mất ra khỏi thị trường. Có bạn nào nhớ cái vấn đề liên quan tới ông này không? Xây Tôi dựng chết. thương hiệu. Chèo đồ dê bằng thịt chó à. Sao? Ông Khải siêu này chèo đồ dê bằng thịt chó. À là lần đó là ông bán cái căn lụa người ta mua làm sao đó? về cái người ta mới phát hiện ra trên sản phẩm đó tới hai cái nhãn à, một là make in việt nam và một là make in china đúng không và sau đó là mặc dù cái anh chủ này cô nhớ là ảnh mua 60 cái khăn và ảnh Post cái cái hình ảnh đó và anh thắc mắc cái như một cái sản phẩm mà tới hai nhãn mát uh, của Khải siêu này lên trên mạng xã hội mà cụ thể là facebook thì sau đó là hàng loạt người vào tẩy chay bởi vì có một thời người ta cảm thấy là tự hào khi sử dụng sản phẩm này thậm chí là khi mình đi nước ngoài mình cũng mua à, đây là tên tầm của việt nam gì đó vân vân thì sau sự cố đó thì các bạn để ý coi tại hà nội tại sài gòn những cửa hàng của anh này đóng mà lúc đó cô cũng theo dõi cái facebook của ông này là ông thể hiện là ờ, hôm nay tôi đi đồng tháp uh, tôi làm công chuyện thiện nguyện gì đó vân vân rồi uh, phở của tôi làm sao sao rồi tự nhiên biến mất luôn hè yeah. thì đó uh, thì đó cái vấn đề sao mình sẽ học vấn đề về thương hiệu nhưng rõ ràng là uh, đây là cái cách đặt tên của cái người sáng lập uh, một cái nữa là chắc là mấy bạn thích sử dụng sản phẩm này sẽ biết là Lacoste đúng không mình hay gọi là bên mình đó là áo thun là cá à sấu sao? Dạ đúng rồi Mà Lacoste thì không phải là cái tên đó Mà là cái nickname của cái anh đó Anh đó không phải tên Lacoste Nhưng mà anh là một cái vận động viên đó Thì ví dụ bạn bè hay gọi là à, Mày như là con cá sấu Mày nhanh mày gì đó Nguy hiểm gì đó, quá Nguy hiểm quá nhanh gì đó Thì anh mới lấy cái cái nickname của anh để, để anh đặt tên nha Thì đó cũng là một cái cách Cái này thì nó chỉ vui thôi ha Chứ ông Putin ông không có làm bánh mì nhưng mà ở việt nam của mình tại cơ quan ban ngành nếu không đi kiểm tra chứ kiểm tra là đâu có được đâu đúng không tên một người nổi tiếng cả thế giới mà đặt tên như thế đó dạ yeah. cái thứ hai là cái tên địa danh à, thì mình lấy cái xuất xứ cái nguồn gốc của nguyên liệu đó để mình đặt tên thành cái nhãn hiệu của mình ví dụ như bây giờ mình nghe van đà lạt thì chắc chắn là cái nguyên liệu làm về cái chai rượu vang này cái nguồn gốc nó phải ở đà lạt hoặc là mình hay sử dụng là cái món uh, gà gán là KFC. Đó. Thì có bạn nào nghiên cứu cho tôi trong ba chữ đó cái chữ nào thể hiện địa danh không? Chữ Và cái người ông sao? Ông. Gà sao địa danh? Cái Điều ông cà. đại tá là người sáng lập, à. ông khởi nghiệp lúc ông 78 80 tuổi, nhưng mà cái trong cái chữ KFC đó có một cái địa danh chứ không phải là tên của cái ông này. À, đúng rồi, chứ chứ Kentucky đó không? À đúng rồi, Kentucky chính xác. À. bạn khoát như nè trả lời là đúng nha bạn cũng trả lời đúng luôn là nói với cái chữ khen đó là cái quê hương của cái ông này nha yeah. à, đó thì như vậy đó là cái địa danh được chưa à, mình thấy được cái nhiều cái hoặc là bia sài gòn bia hà nội đâu kể cho cô một vài cái bia nữa coi nghe cái tên là mình biết nó ở xuất xứ ở đâu rồi có bia kiên giang này cô kgb đó cô À, bia kiên giang rồi còn bia gì nữa nè nói chưa tôi coi cái này bia Huda đa yeah, Huda là ngoài quế đó ha rồi vâng đó, à, đó là cái cách rồi hoặc là cà phê uh, Puma ma thuộc uh, Highland coffee nha yeah. thì thật ra nó đều ngầm chỉ ra hai lan phi đó là gì cái vùng đất đất cao cao nguyên ha thì biết về cái nguồn gốc của nó như thế nào hoặc nước mắm của mình là nước mắm phú quốc ở trên thế giới chỉ có một cái uh, island đó là phú quốc thôi một cái hòn đảo đâu phú quốc thôi nha rồi. rồi một cái nữa là lấy tên loài vật nha thì cũng là bia thì mình sẽ có bia tiger bia sư tử rồi cho cô một vài cái nhãn hiệu coi, lấy tên loài vật đặt. Và đương nhiên cái đặc điểm của loài vật nó nó phải thể hiện được cái đặc tính của sản phẩm mình. thức ăn gia súc con cò, phân bón con cò. À con cò đúng rồi, đồng ruộng mà, phải không? Phải gắn liền với phân bón con cò rồi gì nữa nè nước tăng lực thì mạnh mẽ lên tê giác hút bò hút rồi đầu trâu nha giống giống như con cò hồi nãy của bạn đó rồi pin thì thôi đủ loại con chim con thỏ con én gì đó vân vân trong đó ha rồi một cái nữa là thành phần cấu tạo có bạn nào đã từng nghiên cứu về cái chữ coca cola vì sao người ta đặt chữ coca cola không? mà nó thể hiện được cái thành phần cấu tạo ra cái sản phẩm này cô là như là nó làm từ siro của cây cola không cô À, cô nhớ làm lúc đầu tiên khai, khai làm gọi ra là, là gì từ lá coca và vị cola gì đó thì đương nhiên là sau thời gian này nó thay đổi bởi vì nó cũng có những cái chất tại thời gian lúc đầu là coca cola được thành lập vào năm một nghìn tám thì lúc đó cũng có những cái vị này kia nhưng mà đã nói coca cola thì là phải cái màu cái mùi cái vị nâu nâu nữa đó thì thể hiện được cái thành phần cấu tạo cho nên nhiều khi mình thấy là Cái anh pepsi là đối thủ cạnh tranh của coca cola nhưng cũng có là việc pepsi cola ha, là thể hiện là cái màu cái nước đó nó cũng phải cái màu nâu cái vị như thế đó hoặc là Chocopie. à, bạn nào thử phân tích giùm cô cái nhãn hàng Pie nó thể hiện những nội dung gì một cái bánh cô là có nhân nữa rồi Rồi, có chữ chocolate, cô la đúng không? Vậy pie có nghĩa là gì? À, cái bánh hình tròn có nhân À đúng rồi, nó vừa thể hiện được cái hình dáng của sản phẩm, vừa thể hiện được cấu tạo từng nguyên liệu nào. Nha. Rồi cái này thì dễ nè, giờ nhiều lắm đúng không? chỉ cần nhìn cái tên thôi là mình biết được nó là gì rồi nha yeah. là dầu cỏ, ô liu là trái ô liu lấy tinh dầu của hai cái này ra lại cái gì đó vân vân nha một cái nữa là đặc tính nổi bật của sản phẩm ví dụ như bóng đèn thì phải sáng thì thế là mình có bóng đèn điện quang rồi à, bông gòn thì phải là vấn đề về vệ sinh mà, à, sạch sẽ này kia thế là tật Tuyết à, cho cô một vài cái ví dụ nữa kìa nghe tên cái nhãn hiệu là mình nhớ được cái đặc điểm nổi bật của nó là gì. ở mình đi siêu thị mình nhớ mình nhìn mấy cái nhãn hiệu về thử liên hệ giữa cách đặt tên nhãn hiệu với những cái à, cách mà mình học ha Rồi công dụng của sản phẩm ví dụ như rượu thập toàn đại bổ à, thì biết là sử dụng rượu này là bổ 10 trên mười. Nha. À, rồi ví dụ như clear thì từ tiếng anh sang qua tiếng việt mình có nghĩa là à, sạch. À, thì sẽ giúp cho sạch rào này kia. Hoặc là theo cái nghĩa ẩn dụ, uh, lust thì viết tắt của chữ gì đây? Em nghĩ luxury hả cô? À đúng rồi, sang trọng, quý phái. Đúng không? Dream. Dream là gì đây nè? À, giấc mơ đúng rồi giấc mơ đời anh giấc mơ đời em cái thời đến kia là nó mắc dữ lắm đó nha yeah. hoặc là Nike đây thấy cái dấu này không đó tên một nữ thần nè bay cao bay xa này kia vân vân đó, đó, là những cái ý nghĩa đó cách đặt tên à, Versailles cũng tên một nữ thần vân vân đó các bạn đi ra hà nội hay gì nè phở bò thất truyền có nghĩa là sao mỗi cái mình có cái thói quen mình đi sản phẩm nào mình thấy cửa hàng nào cái mình thử suy nghĩ cái cái tên đó nó hàm chứa một cái ý nghĩa một cái nội dung gì nha hàm ý phở bò thất truyền là muốn nói phở bò này sao nè yeah, truyền được bảy đời hả cô à đúng rồi chính xác đó phở bò thất truyền là cái phở bò này truyền bảy đời chứ thường mình nghe hay thất là mất đúng không? cái thất truyền là cái cái phở bò này nó mất tiêu cái uh, truyền thống cái công nghệ này kia nhưng mà đây là phở bò thất truyền là phở này được truyền bảy đời, yeah, vân vâng. đó à, hoặc một cách nữa là theo cái chữ cái, à có thể là cái chữ cái nó dài quá và phần tiếng ngôn ngữ nước này nước kia đọc rồi khách hàng không nhớ mà mình cần phải sao ngắn gọn xúc tích để khách hàng nhớ dễ phát âm và thậm chí là khách hàng tự tin khi mua sản phẩm mình ví dụ như là SH đây nhà yeah, chiếc SH em đánh răng là bs này kia vân vân viết tắt lại HB uh, Lv đúng không mình sẽ biết vân vân thì đó là những cái cách nhà đặt tên nhãn hiệu hoặc là đôi khi nó đơn giản dễ đọc dễ phát âm mà nó cũng không có một cái ngữ nghĩa nào hết ví dụ như bây giờ tại vì đôi khi đó, mình xây dựng một cái nhãn hiệu nó phát triển à, nhưng mà khi mình bán vào một cái thị trường khác thì đôi khi gặp cái dịch nghĩa mà à, nó có thể là cái nghĩa nó à, không đẹp à, nghĩa nó tiêu cực cho nên đôi khi mình sẽ có thể là gì À, sáng tạo mình ghép lại những cái từ nào đó nha ví dụ như OMO bây giờ trên toàn thế giới đều OMO biết OMO là một cái nhãn hiệu bột giặt tẩy sạch vết bẩn nhưng mà lúc đó là họ cố tình họ ghép lại à, cho nó ngắn gọn à, cô đắc này kia vân vân cũng vậy nha hoặc là nhiều khi mình đọc cái tên nhãn hiệu mình cũng không thấy nó liên quan gì hết đến sản phẩm Ha, có rất nhiều cái, miễn sao nó lạ, nó dí dởm và đặc biệt là khách hàng nhớ để khách hàng chọn mua là ok. Ha, cho nên đôi khi nó cũng có những cái tình huống là bất ngờ xảy ra. Cô lấy ví dụ như là uh, Corona, đúng không? Thì các bạn nhớ gì rồi, nó ra đời là vi của Mexico xa xôi và mình đọc nhìn trên cái phần viên này nè. Nó ra đời từ năm 1925 nhưng mà xui cái là chúng ta có cái uh, đại dịch covid 19 đúng không từ một hai nghìn một đó và cái con virus đó là cũng corona thì bạn lấy từ năm 2019 trừ cho hai một chín có bao nhiêu năm người ta đặt tên trước bao nhiêu năm rồi đùng một cái cái tự nhiên tên mình thành một cái loại virus mà cả thế giới đều đều sợ hết Yeah. thì đó mình cũng thấy một cái cái rủi ro vân à, vân hoặc là ví dụ như đặt tên này đây là của những cái sản phẩm mì mà của tập đoàn Marshall. à thì đặt tên này kia rồi thì mình việt nam mình mua không có gì nhưng mà có một bây giờ thế giới rộng mở và chúng ta có người quen đi học đi lao động bên ngoài hoặc là gì khi họ gửi về cái họ à tên mì này nó lại trùng với một cái sản phẩm nhạy cảm khác vân vân Yeah. Thì như vậy là mình cũng lưu ý Có những cái trường hợp nào đó Nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề Về đặt tên nhãn hiệu của mình Thì đây là một vài cái thôi Ví dụ như là uh, Sữa chua I love farm À, thì thể hiện là cái triết lý mình gắn kết với cái gì nhà cung cấp những người mà cung cấp sữa cho doanh nghiệp của mình Và mình coi họ đó là một cái partner, mình cố gắng phát triển một cái partnership với họ Chứ không phải là họ chỉ là cái người cung cấp trả tiền sản phẩm mà kia Hoặc là slim fit thì nhìn vào và biết là cái chữ slim là mảnh mai này kia, à, sản phẩm này uống vào sẽ cho dáng gầy đẹp Hoặc cái chữ compo này viết tắt chữ gì nè Nhớ yeah, không? Comfort viết tắt chữ gì? Yeah, comfort à. table cô. À đúng rồi, thay vì Comfort table dài quá, gặp cô cô đọc cô cũng ngập ngừng, cô không biết cô đọc đúng hay không nữa, nhưng mà Comfort thì được nha, ngắn gọn hai cái hai cái âm tiết phát ra, ha, thì có nghĩa là gì sản phẩm này sẽ giúp cho um, mượt, mềm mượt thoải mái vân vân, ha. À, bạn nào nhớ là cái có một cái thời mà mình bao cấp mình hay lập thành lập công ty đó cái tên công ty cái mình hay cho nó ngắn gọn lại cái này vui thôi ví dụ như Casavaco là công ty cổ phần cá sấu vàng bây giờ mình coi ra các anh BTS này kia vân vân rồi và khi các bạn có nhãn hiệu thì các bạn phải cố gắng truyền thông cho khách hàng hiểu được cái nhãn hiệu đó ví dụ như bây giờ cô nhìn em pro này cô đâu biết gì đâu cô cũng đâu có đi có bỏ phí thời gian cô đi tìm hiểu ha à thì bạn phải giải thích người ta à cái từ này tại sao viết tắt cái từ em đó có nghĩa là gì biểu tượng nó là gì và nếu mình giải thích hoặc là mình truyền thông lặp đi lặp lại nhiều lần khách hàng hiểu và khách hàng nhớ một lần nghe khách hàng không nhớ hai lần ba lần vân vân như thế nào trong marketing của mình có một cái hoạt động gọi là dội bơm à, bạn coi lại cái anh điện máy xanh đó lúc đầu á là lúc đó là quảng cáo với cái hình con nho nhoi đó người ta gọi là chiến dịch dội bơm thì khách hàng cũng sẽ nhớ được cái nhãn hiệu của mình rồi phim daily có bạn nào giải thích được cái nhãn hiệu này nghĩa là gì không ha là cà phê phim mang đi á cô cà phê phim là đúng rồi đó cỡ nào mang đi delivery đó cô delivery nó không phải chữ delivery nó viết tắt của chữ khác á chữ ngon á delivery đó cô đúng rồi đúng rồi mấy bạn đánh đúng rồi đúng á rồi. Hà Nguyễn với Lưu Hoàng Minh là lý sạc đúng rồi đó nha yeah. đây giả sử như giống như bạn giải thích phim daily là cà phê phim mang đi mặc dù là nó không trùng khớp với cái 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 ý nghĩa của nhà sản xuất đưa ra nhưng khách hàng hoàn toàn không có lỗi nhiệm vụ của mình là mình phải truyền thông mình phải giải thích cho người ta hiểu cái nhãn hiệu của mình có nghĩa nó là cái gì ha yeah. cho nên cái công tác truyền thông rất là quan trọng hoặc là ví dụ như bây giờ cái chữ bitis này bạn nhìn bạn để ý thử ra cũng chữ y thôi mà tại sao hồi cái chữ y này nó trên đầu nó nè phân nửa gọi là cắt nửa phần trăng đó nha bên đây chữ y nguyên cái hình tròn màu đỏ rồi cái này có chữ này đương nhiên là các bạn mà nghiên cứu thì bạn sẽ biết giờ cô hỏi với bạn nè, giả sử cô vừa mới trình chiếu cái hình này bạn thử mình có thắc mắc có suy nghĩ gì về cái nhãn hiệu này hay không đương nhiên nó cũng là tên thương mại của một công ty rồi nha yeah. nhưng mà cô đang với góc độ là cái trên sản phẩm nó cũng có cái chữ pitis đó bây giờ mình thử suy nghĩ ra mình là khách hàng mình nhìn mình biết rằng cái chữ này có nghĩa là gì không thứ pitis viết tắt của chữ gì mình không biết là không sao tại vì mình đâu có lỗi mình là khách hàng mà pitis là viết chữ bình tiên đó cô Ờ à, đúng rồi nha yeah. đó là công ty bình <laughs> tiên rồi thử giải thích cho cô ra chữ Y Cô đọc vào mắt cô tại sao hái này khác nhau Hoặc là ví dụ như thế này có nghĩa là gì đây Hả? Nhìn đây Khách hàng không biết là không có lỗi nha Đó. Là do mình không truyền thông thôi Mình không giải thích thôi yeah, ví dụ như đèm tròn màu đỏ thể hiện cho cái gì mỗi ngày trên vũ trụ của mình Nhà mặt à, trời đó con đúng rồi chính xác mặt trời đúng không và theo văn hóa phương đông của mình nữa nha còn ví dụ như đây là gì chữ y ngang là gì chưa hoàn thiện à để tôi sẽ cố gắng tôi hoàn thiện nó lên rồi cái này bạn nhìn bạn liên tưởng nó được ra chữ gì không mặc dù nó cũng cách điệu dữ lắm đó hai cái dấu này nè nó suy nghĩ ra nó ghép ra được cái hình gì không ha à vương xa hả nó đại diện cho cái gì vương xa đây à cánh chim bay xa nó là cánh bờm nó là viết tắt chữ v có nghĩa là victory là chiến thắng nó có nghĩa là chữ v là việt nam rất rất nhiều cái ý nghĩa trong đó Yeah. nhưng mà nhiệm vụ của mình là mình phải truyền thông để cho người ta hiểu được cái ý nghĩa cái giá trị trong cái nhãn hàng của mình nó như thế nào và quy trình đặt tên nhãn hiệu là thứ nhất là trong doanh nghiệp của mình mình có thể thu thập nhãn hiệu từ các ý kiến chuyên gia bên trong và bên ngoài à, nãy mình có chia sẻ có những cái cách để đặt nhãn hiệu nhưng mà bây giờ thế giới nó rất là rộng lớn còn nhiều cách hơn nữa và marketing là luôn luôn phải sáng tạo ừ, mình nghĩ ra được cái cách đặt tên người sáng lập thì cái đây là cái kiến thức cơ bản mà mọi người đều cũng có thể là áp dụng kiến thức này thì không lẽ sản phẩm nhãn hàng nào cũng cái tên của người đó. Thì như vậy mình có thể à, hỏi ý kiến các chuyên gia à, bên cạnh những cái cách đó còn có những cái cách đặt tên lạ độc đáo nào duy nhất hay không. Sau đó mình sẽ chọn lọc sơ bộ các tên đó ha, đương nhiên là mình sẽ có một vài cái tiêu chí để giả sử mình có 5 có 10 cái tên cho một sản phẩm thì mình sẽ có những cái tiêu chí nhất định để mình loại bớt những cái nào tập trung vào những cái nhãn hiệu nào à, mình cũng có thể thực hiện cái bước là thăm dò ý kiến các thành viên bên trong tại vì một người thì nghe kiến thức cũng không thể nào bao phủ hết nhưng mà nhiều khi có những người nói a à, em biết cái tên này nè nó một cái sản phẩm gì đó có thể là gắn liền với cái sản phẩm kia hoặc là em thấy cái nhãn hàng này nó phổ biến với cái sản phẩm ở cái nước nào đó đó thì như vậy khi mình lắng nghe ý kiến của nhiều cái thì mình sẽ giảm được cái rủi ro à, đó à, rồi một cái quan trọng nữa là nghiên cứu thử nghiệm phản ứng của khách hàng mục tiêu đặc biệt xu hướng của chúng ta là bây giờ chúng ta hay đặt tên là tiếng anh à và tại vì suy nghĩ toàn cầu mà rồi nhưng mà cũng phải cho khách hàng sử dụng thử khách hàng co cái nhãn hiệu đó tên là gì hoặc cách phát âm nó như thế nào nếu bạn nào để ý thì những nhãn hiệu nước ngoài vào việt nam họ giữ cái tên gốc quá tại vì họ bao phủ thị trường quốc tế là tên tiếng anh rất là nhiều nhưng cái cách phát âm nếu bạn giỏi tiếng anh thì hầu như người tiêu dùng phát âm cái nhãn hiệu đó không chính xác à, thì không lẽ mình bắt vẻ khách hàng thì mình cũng phải thay à, đổi cách như thế nào thì quan trọng đó là mình thử nghiệm cái phản ứng của khách hàng khi nhìn cái tên này liên tưởng cái gì nó dài quá hay không cách phát âm vừa vừa như thế nào và sau đó mình cân nhắc đi đến cái quyết định cuối cùng và làm cái thủ tục đăng ký bảo hộ tên nhãn hiệu cho cô hỏi à, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mình đăng ký với ai và thời hạn bảo hộ tối đa một nhãn hiệu là bao nhiêu năm Em mốt mình làm cái người ta kêu mình đi đăng ký thì mình biết cầm cái bộ hồ sơ đó à, mình nộp online hoặc là offline thì cho cái chỗ nào? Cục sở hữu trí tuệ đúng rồi. Rồi, chính xác. Giờ cho câu hỏi nè, cái thời hạn mà một nhãn hiệu được bảo hộ tối đa là bao nhiêu? Chứ không có bảo hộ vĩnh viễn nha. Không có tới 20 năm đâu Minh ơi. Dạ cô thường thì cái thời hạn mà bảo hộ là từ 10 đến 15 năm cô ờ à, mà cô thấy thường là con số nó là 10 năm là đúng nhất đó ừ. à, nghe nghe là ví dụ như bên đại học cần thơ của mình đó và mấy năm trước là cô thấy mấy này cô nó cũng đã hết hạn 10 năm rồi đó cái cũng phải đi làm cái bộ hồ sơ đi đăng ký à, thì cũng có thể là ví dụ như của cục sở hữu trí tuệ của mình là 10 năm nhưng mà nếu mình đăng ký ở cái là cái hiệp ước hiệp định madrid này kia đó, thì có thể là cái thời hạn nó cũng có thể là à, dài ra Đúng rồi, 10 năm kể từ lúc nộp đơn là mình nộp đơn rồi họ xem xét rồi họ quyết định bảo hộ cho mình. Tại vì khi mình nộp đơn là họ phải có một cái khoảng thời gian để họ check lại cái nhãn hiệu của mình có trùng lắp với ai hay không. Mà từ cái size, cái phong chữ, rồi cái màu sắc này kia Thì sau đó khi họ chấp nhận, họ bảo hộ mình Thì thời gian nó là 10 năm Cho câu hỏi tại sao chúng ta không bảo hộ vĩnh viễn Một nhãn hiệu mà phải bảo hộ Có một cái khoảng thời gian nhất định làm hồ sơ đăng ký lần thôi rồi. rồi bảo hộ vĩnh viễn luôn nhưng mà cái này là cứ 10 năm là mình phải tái đăng ký trở lại vì sao à tại vì doanh nghiệp có thể không tồn tại à, hoặc là thậm chí là doanh nghiệp có thể tồn tại nhưng mà cái gì nó không tồn tại bản thân cái sản phẩm đó nó có thể không tồn tại đúng không tại vì nhãn hiệu là cái tên gắn với trạng sản phẩm mà vì lý do gì đó họ đổi mới này kia thì sản phẩm liên tục ra đời thì như vậy là có thể là sản phẩm nó không còn tồn tại nữa thì như vậy người ta sẽ cũng không bảo hộ nữa à để cơ hội cái tên đó có thể là hay thì những cái sản phẩm khác những doanh nghiệp khác có thể làm đăng ký nha yeah. thì đó là cái Uh, lưu ý cho cô còn mà mình đi đăng ký rồi từ nhãn hiệu nó trở thành thương hiệu hay không thì nó là cả một quá trình nhưng khi đã cuối cùng quyết định rồi thì nên đi đăng ký để mình trở thành là chính chủ chứ tránh trường hợp các bạn đó thôi để em cố gắng em phát triển nó này kia rồi em phải đi đăng ký thì đôi khi là có những người đã làm hồ sơ đăng ký trước mặt nha yeah, vâng vâng đó thì khách hàng mình thích mình có thể là mình nghiên cứu hơn về vấn đề là à, uh, đăng ký cái bảo hộ về cái nhãn hiệu rồi ý nghĩa của nó thì cũng rất là nhiều ha và yeah, bây giờ cô qua một vài cái nội dung của cái chiến lược về sản phẩm đó là mình hết phần về cái nhãn hiệu thì uh, trong bốn chữ B của mình đương nhiên là có thể 5 P 6 P 7 P 9 P này kia nhưng mà theo cái giáo trình của mình là bốn thôi thì người ta nói là P1 chiến lược sản phẩm là nền tảng là xương sống của bốn chữ P. Cho cô hỏi vì sao họ kết luận như vậy? Đặc biệt chú ý cho cô cụm từ là nền tảng là xương sống. Mình coi mấy cái chữ P khác không hề có chữ này. Và thậm chí thay đổi vị trí thì trong những cái chiến lược bao giờ cũng là P1 phải là sản phẩm. Product thì cho cô hỏi vì sao người ta nói chiến lược sản phẩm là nền tảng là xương sống của thôi đừng nói 4B của marketing mix. Còn marketing mix bao gồm mấy chữ B thì nó tùy nha. Đó. giải thích chim cho cô. vì sao B1 được gọi là nền tảng là xương sống của uh, marketing mix của marketing hỗn hợp hay nói cách khác là B1 sẽ ảnh hưởng gì đến các B khác suy nghĩ và giải thích tìm cho cô. Dạ theo em nghĩ thì sản phẩm nó sẽ quyết định được cái thành bại của cái doanh nghiệp đó cô ví dụ như sản phẩm đó mình nếu mà mình uh, sản phẩm tốt thì sẽ được được nhiều người giới thiệu tới và được nhiều cách mà người tới thì sẽ quyết định được cái sự thành bại của công ty mình nó nên nó nói nó là một cái chương sống của công mà mà một doanh nghiệp một công ty á cô à thứ nhất là nó có ảnh hưởng thành bại thứ hai khi mình có B1 thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến B2 đến B3 đến B4 B2 là chiến lược về giá đó đúng không À, thì B1 sẽ ảnh hưởng gì khi mình làm marketing, mình làm cái những cái chiến lược về giá. B3 là phân phối thì khi mình có B1 có sẽ ảnh hưởng gì đến những cái chiến lược phân phối của mình. Và B4 là chiêu thị là quảng cáo à, là PR này kia thì B1 ảnh hưởng gì đến cái B4 đó. Ngoài cái bạn giải thích là nó ảnh hưởng đến sự thành bại tồn tại phát triển doanh nghiệp mình. Bây giờ cô muốn nói là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các B còn lại. Cho nên người ta mới gọi đây là xương sống của 4B. và dạ, theo em nghĩ ấy, thì sản phẩm đó ví dụ như nó phát triển nó nó tốt thì sẽ được người ta đánh giá cao về nó thì giá của nó sẽ được 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 nâng lên chút định được nâng lên và còn nó sẽ ảnh hưởng tới sự phân phối ví dụ như nó phát triển được thì nó sẽ phát sự phân phối lên các chi nhánh đồ này kia về hàng hóa để để bao phủ để nói nói chung là được bắt bán được nhiều sản phẩm như vậy Dạ yeah, đúng rồi. Khi B1 bạn tốt, bạn từ nhãn hiệu bạn trở thành một cái thương hiệu. Ví dụ như Omo là gắn trên sản phẩm thì lúc đầu chúng ta gọi đây là nhãn hiệu. Nhưng sau này khi nói là bột giặt người ta cứ nói à tôi tin tưởng vào Omo thì cái nhãn hiệu nó trở thành là thương hiệu. Và khi bạn có thương hiệu thì B2 của bạn trong chiến lược đó bạn có thể bán với cái mức giá cao hơn tại vì mình cộng với cái giá trị thương hiệu hoặc là B1 của bạn, bạn tốt thì người ta mua nhiều thì bạn mở rộng cái kênh phân phối, hình thức phân phối, à, hình thức truyền thông này kia, ha. cho nên nói tóm lại là giống như là bạn cường chia sẻ là B1 là cái đầu tiên mà chúng ta làm, tốt hay không tốt thì kia thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các B còn lại. À, cường ơi, sẵn cô nói luôn, gửi lại cái file bài cho cô lưu tên file cho đúng, trong cái hướng dẫn của cô có cách lưu tên file đó cường. Alo, Cường ơi, có thấy cái file hướng dẫn của cô không dạ? Dạ, em thấy rồi, em thấy rồi, để em lưu lưu tên file lại, em gửi lại cho cô. Ờ, à, đúng rồi, chứ nếu mà bạn nào cũng lưu không đúng là cô ngờ cũng có thời gian hỏi nha. Rồi, cô cảm ơn. Dạ, rồi. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ. Rồi. À, và khi mình muốn xây dựng một cái chiến lược á, thì các bạn nhớ hồi ở cái chương một mình có học đó là gì à, các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing mix. thì trong đó có là cái chu kỳ đời sống sản phẩm ha yeah. thì đây khái niệm chu kỳ sống sản phẩm là gì thì chu kỳ sống sản phẩm là khoảng thời gian từ khi sản phẩm lần đầu tiên được giới thiệu đến người tiêu dùng cho đến sản phẩm đó được đưa ra khỏi thị trường rồi bạn nào cho cô ví dụ một chu kỳ sống sản phẩm có thể mình không nhớ chính xác nhưng mình cho cô cái khoảng thời gian vào tháng mấy năm mấy lần đầu tiên doanh nghiệp đưa cái sản phẩm đó ra rồi tới khoảng lúc nào họ kết thúc họ không sản xuất họ rút nó ra khỏi thị trường thì từ lúc đưa ra tới lúc kết thúc mình gọi đây là chu kỳ sống của cái sản phẩm a đó có bạn nào nhớ hay không nè cho con một vài cái ví dụ dạ em cho cái ví dụ là chẳng hạn như dầu cù là sao vàng của việt nam mình ngày trước á, mình nổi tiếng cũng rất là nhiều nhưng mà sau này khi mà thị trường nó mở ra cả thế giới cũng đã nhưng mà mở cửa thì à, nhãn hiệu dầu cù là sao vàng nó cũng đã mắc luôn à như vậy có thể là từ cái lúc đưa ra tới lúc kết thúc có thể là chu kỳ nó có thể là mười mười mấy năm đúng không? Tại vì theo cái định nghĩa nè từ lúc mà đầu tiên được giới thiệu cho đến lúc kết thúc nó à, thì như vậy mình gọi đó là một cái chu kỳ sống của một sản phẩm nha. Cho nên không có nghĩa là cái chu kỳ sống là nó chỉ ngắn hạn đâu nó chỉ là một năm hay gì đây. Và trong cái chu kỳ sống này thì người ta sẽ thấy đây là có là gì bốn giai đoạn cơ bản có bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên gọi là giai đoạn giới thiệu giai đoạn thứ hai là phát triển thứ ba là trưởng thành và cuối cùng là suy thoái và mình sẽ có cái hình màu đỏ là doanh thu và hình màu xanh đó là lợi nhuận thì mình nhìn vào ở cái giai đoạn giới thiệu nè mình có doanh thu tăng tăng chậm bởi vì mình mới giới thiệu vào thị trường khách hàng chưa biết nhiều uh, hoặc là mua với cái số lượng ít thì mình cũng đã có cái công thức tính doanh số đó bạn gì rồi nha thứ hai là nhìn vào đây dùm cho cô lợi nhuận âm Yeah. rồi cho cô hỏi vì sao trong cái giai đoạn này mình có doanh số nhưng lợi nhuận mình âm hoặc thấp vì sao âm vì sao thấp mình chỉ phải chi nhiều tiền cho công việc quảng bá sản phẩm các khuyến mãi các chương trình quảng cáo à đúng rồi trước khi mà mình đưa ra là mình phải có cái nghiên cứu phát triển nhà thiết kế bao bì nè đăng ký thủ tục nè hoặc là mình đi truyền thông hoặc mình làm những cái kênh phân phối thì những cái, cái, chi phí đầu tư đó rất là nhiều bây giờ tôi có doanh số nhưng mà doanh số tăng chậm thì mình lấy ra doanh số mình trừ cho chi phí đi ra lợi nhuận nhưng mà cái lợi nhuận nó nhiều hơn cái doanh số thì đương nhiên là mình sẽ lợi nhuận âm còn nếu mà doanh số nó cao hơn lợi nhuận nhưng cái khoản trên là không nhiều thì mình vẫn có lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận đó là thấp Yeah, thì giống như bạn lòng giải thích rồi sang giai đoạn phát triển thì bạn nhìn cái dấu tay à, mình truyền thông mình làm này kia mình có điều chỉnh cho nên là gì cái tiêu thụ nhiều cho nên dân số tăng với tốc độ cũng rất là nhanh và cũng có thể là mình đã bù đắp được những khoản chi phí cho nên là gì cái giai đoạn này lợi nhuận của mình cũng tăng rất là nhiều và nếu các bạn coi trong giáo trình thì ở cái giai đoạn phát triển này thì người ta nói là mình có một cụm từ đó là uh, cần tranh thủ kéo dài à có nghĩa là sản phẩm mình ở giai đoạn trong giai đoạn phát triển đúng không thì mình cố gắng kéo sao cho nó càng lâu càng tốt ở cái giai đoạn này tại vì chúng ta nhìn vào doanh thu nhìn vào lợi nhuận thì nó đều là rất là tốt đối với cái sản phẩm này sang một cái giai đoạn là giai đoạn trưởng thành thì có lúc mình cực đại vì doanh thu và mình có cực đại về lợi nhuận. Và vẫn có cái cụm từ là cần tranh thủ kéo dài khi sản phẩm ở giai đoạn trưởng thành. Nhưng nhớ nha, kéo dài lúc mà đang lên tới cái đỉnh hoặc là ở trên đó. Còn khi mà tụt dốc rồi thì đừng có tranh thủ kéo dài. ha Và cho câu hỏi, vì sao ở giai đoạn trưởng thành này doanh thu lợi nhuận bắt đầu giảm mà mình thấy là cái dốc nó như thế này là nó giảm cũng rất là nhanh lý do vì sao thấy chưa mình nhìn vào đây mình thấy là doanh thu tăng 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 cái tới đạt cái cực đại về doanh thu có lúc cực đại về lợi nhuận nhưng mà nếu mình không khéo thì bắt đầu nó tụt dốc và tụt rất là nhanh vậy lý do gì cái sản phẩm của mình từ lúc giới thiệu tăng chậm 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 tới phát triển tới tăng trưởng tăng rất là nhanh vì doanh thu cũng vậy nhưng mà tới lúc này là phải bị giảm xuống tụt dốc như vậy lý do vì sao yeah. em nghĩ là tới đó thì đối thủ cạnh tranh của mình sẽ tung ra những sản phẩm tương tự của mình tại vì cái sản phẩm của mình đã thành công rồi đó cô à là đối thủ cạnh tranh có thể tung những sản phẩm tương tự và chắc chắn là các bạn đối thủ đó là bạn phải đi nghiên cứu để cái sản phẩm của bạn nó phải cải thiện hơn so với cái sản phẩm của mình chưa kể là cái xu hướng thị trường, cái trend, cái thị hiếu, cái nhu cầu khách hàng sao Sử dụng một thời gian Tại vì trong những giai đoạn này có thể là hành vi mua của họ lặp đi lặp lại nhiều lần Thì họ mong muốn có một cái sản phẩm mới nhiều hơn đó Thì có rất nhiều cái lý do để cuối cùng là họ không tiếp tục sử dụng Không tiếp tục tiêu thụ hàng hóa của mình nữa Cho nên doanh thu và lợi nhuận giảm Và đến một cái giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ tư Không doanh nghiệp nào mong muốn đó là giai đoạn suy thoái ha thuộc dốc rất là nhanh kể cả, cả doanh thu và cái lợi nhuận nhưng thông thường có những cái doanh nghiệp họ sẽ không để cái thị trường từ chối tẩy chai mình tại vì lúc đó mình sẽ ở cái thế bị động mà thường là chúng ta có một cái chiến lược gọi là gối đầu lên nhau thí dụ như mình vừa tung cái sản phẩm này nó có thể là ở cái giai đoạn phát triển thôi là mình đã đầu tư cho cái công tác R&D nghiên cứu và phát triển để khi mà sản phẩm của mình ở đây cực đại về doanh thu mình stop mình không sản xuất cái sản phẩm A đó nữa mà mình tung ra cái sản phẩm B được chưa? thì như vậy là doanh nghiệp của mình lúc nào cũng ở cái vị thế là cái người chủ động để mình sao đứng ở cái vị thế đó mình chủ động trong mọi cái chiến lược mình làm mới mình chứ mình không để cái xuống mà bị tụt dốc thì rõ ràng là mình đang ở bị động bị thị trường bị khách hàng tẩy chay bị đối thủ lấn áp Yeah. Thì các bạn có thể coi những cái này và chỉ coi ra nha, chứ chúng ta không có áp dụng bởi vì các bạn nên nhớ giùm cho cô, trong cái định nghĩa marketing của các ông Philip Kotler, ông nói nguyên tắc đầu tiên phải là sáng tạo, thì đây là những cái giai đoạn họ chia ra cái đặc điểm và những cái chiến lược gì, thì mình chỉ coi mình có những cái kiến thức đó và khi mình áp dụng, mình xây dựng chiến lược thì tùy. Tại vì ngay cả cái chữ là khái niệm cái hoạt động marketing mix là gì thì các bạn coi lại trong cái giáo trình của mình thì lúc đó cô cũng nhấn mạnh là gì anh xây dựng anh phối hợp các chiến lược làm sao cho nó hiệu quả và nó phù hợp với điều kiện thực tế. ha yeah. Cho nên ở cái bảng này các bạn chỉ coi thôi để mình có cái kiến thức và mình có thể là kết hợp làm sao để cho nó hiệu quả chứ không bắt buộc là sản phẩm tôi giai đoạn giới thiệu phải là chiến lược này rồi sản phẩm của tôi sang cái giai đoạn là trưởng thành phải là chiến lược như thế đó nha. Cho nên ở đây cô không tập trung nhiều vào cái này bởi vì nó mang cái tính chất gọi là tham khảo được chưa? Rồi nãy cô cũng chia sẻ là có những cái giai đoạn thì họ dùng cái chữ đó là cần tranh thủ kéo dài và cô cũng đã giải thích vì sao. À, tuy nhiên sản phẩm cũng giống như con người mình không phải mọi sản phẩm đều lần lượt trải qua bốn giai đoạn giống như con người của mình vậy có những người sống rất là thọ trăm trăm mấy có những người là vừa ra một vài tháng người vài năm người tuổi này tuổi kia vân vân thì cái sản phẩm cũng vậy nó có một cái số dạng chu kỳ đặc biệt à, thì mình cũng sẽ nghiên cứu là cái sản phẩm của mình với những cái dạng đặc biệt đó thì như vậy là mình cần phải có một cái chiến lược nào ha thì đã gọi là chu kỳ đặc biệt thì nó cũng những cái sản phẩm nó cũng tương đối nó rất đặc biệt à, ví dụ như những cái mốt thời trang thật ra là một khoảng thời gian nó lặp đi nó lặp lại thôi ha thì nữa mình sẽ coi nó nằm dạng nào trong dạng này vâng vâng, vâng nhìn cái đó à, các bạn đã từng học cái ma trận này chưa ha BCG học mấy môn quản trị mấy môn này kia chưa có có học hôm bữa không à rồi, ma trận này là nó nói về gì đây nè? An à, nhớ không? Mà tập nhớ cái gì đó, con bò, con chó với cái gì đó. À, à. nhớ được con bò, con chó là cũng đúng đúng 50% rồi đó. Đầu tiên là nó bắt đầu từ cái ô màu vàng đó, rồi làm sao là nó, nếu mà nó xuống cái màu xanh đó thì uh, tiêu diệt nó luôn. Còn uh, nếu mà từ cái màu vàng, nó sẽ từ từ nó chỉ có cái màu đỏ rồi nó rớt xuống cái màu xanh luôn cô đúng rồi nhớ bye được bye gì bye. cũng hay đúng rồi à, bạn minh nói là con bò con chó ngôi sao con hỏi đúng rồi nhớ cho chắc cho cô nghe mình học ở chương 1 mình có một cái ma trận đó là ma trận squat ha yeah. bây giờ mình học chương này có ma trận là bcg matrix ma trận bcg ha này nó phía tắt của từ gì đây rồi được chưa đó nhớ là dấu chấm hỏi ha yeah. rồi giống như bạn chia sẻ ra nếu mà nó rơi thẳng xuống đây nhưng mà thật hiếm lắm cũng có hiếm có nhưng mà nó hiếm tại vì anh ở giai đoạn tương ứng với cái giai đoạn giới thiệu mà anh gớt xuống gọi là gì suy thoái thì có thể tại vì nãy mình mới chia sẻ có những cái sản phẩm mà cái dạng chu kỳ đặc biệt hoặc anh mới tung ra thị trường mà khách hàng tẩy chay thì anh đâu có trải qua các giai đoạn khác à, thì lúc đó mình sẽ gọi là gì tiếng anh đó là chữ harvest phải là kết thúc thu hoạch nó thậm chí có người dùng cái chữ kill là giết nó luôn nha còn nếu không là từ đây cái mình sẽ đầu tư nó qua sang ô ngôi sao ô ngôi sao là tương ứng với cái giai đoạn nào nè trong chu kỳ sống dấu chấm hỏi thì tương ứng với cái giai đoạn là introduction giới thiệu thì ngôi sao sẽ tương ứng với cái giai đoạn nào giai đoạn. mình mới học xong bốn giai đoạn hả giai đoạn Để. nào Giai đoạn nào mà cô nói là doanh thu tăng rất là nhanh, lợi nhuận rất là nhanh và mình tranh thủ khéo dài. Và doanh nghiệp thích lắm. Giai đoạn phát triển. Là giai đoạn trưởng thành. À, giai đoạn phát triển. Thật ra là trên tiếng Anh của nó họ dùng chữ grow chứ có họ không dùng chữ development. Development thì mình thì mình dịch rất là phát triển. À, còn chữ grow có nghĩa đó là tăng trưởng ha thì thôi thôi cái nào cũng được. Rồi sang ô con bò sữa. Nếu mà mình đọc họ dùng cái chữ cash cow, cow là con bò sữa, cash là tiền mặt. Thì cái ô con bò sữa nó tương ứng với cái giai đoạn nào? Trong bốn giai đoạn chu kỳ sống? Là trưởng thành. đi. À, trưởng thành chính xác nha. Đó, và cuối cùng một cái giai đoạn không ai mong muốn hết. Đây. Đây mình nhìn chữ là relative market share thì phần tương đối thấp, rồi đây cái sự tăng trưởng của ngành cũng thấp. Bị suy thoái rồi. Thì đó là gì? cái giai đoạn cuối cùng trong chu kỳ sống rồi ha rồi đây là nó có một vài cái cái chiến lược lại rồi bây giờ cho cô hỏi nè nhìn cơ bản nha từ dấu chấm hỏi có mũi tên qua ngôi sao từ ngôi sao có mũi tên xuống con bò sữa rồi con chó thì cũng là kết thúc giết nó có mũi tên đi ra ngoài nhưng tại sao không có mũi tên từ con bò sữa sang con chó. Thì sau khi mình nó nó ở chỗ con bò người ta thu hoạch được xong cái là người ta sẽ ví dụ nếu mà nó suy si thoái là người ta sẽ thu hoạch nó ngưng luôn đó cô, học sao quên thì uh... à. Hồi nãy cô có nói rồi, ở cái giai đoạn là trưởng thành thì mình phải cố gắng làm sao. Càng lâu càng tốt. À, càng lâu càng tốt tranh thủ kéo dài, chỉ khi nào mà khách hàng không mua nữa thì doanh thu tư giảm lợi nhuận tôi giảm thì tôi mới chuyển sang cái ô là con chó ô suy thoái cho nên bây giờ xây dựng chiến lược có ai chủ động đang ở cái gọi là cái đang tăng trưởng đang ở cái đỉnh cao của doanh thu lợi nhuận tôi đầu tư sang cái ô này không chắc yeah. chắn là không đúng không Đó. cho nên mình nhớ nha mình là người xây dựng chiến lược mình chủ động thì không bao giờ mình có một cái mũi tên là từ ô trưởng thành từ cái ô cash cow mình chuyển sang thành cái ô con chó hết cho nên đọc thì cũng suy nghĩ chứ đừng có thấy trời ơi người ta vẽ thiếu chắc thôi để người ta thiếu để mình vẽ vô không không có vẽ thôi thêm vô nha ý nghĩa của nó là gì đó nha rồi đương nhiên là cái hình vẽ nó cũng có thể nó thay đổi nha Ví dụ như nãy mấy hình kia mình thấy đây bên đây là hình dấu chấm hỏi rồi ngôi sao thì qua bên đây là nó thay đổi nha miễn làm sao nó tương ứng với là gì cái tỷ suất tăng trưởng thị trường và cái là gì thị phần tương đối là ok um, và một vài cái chiến lược cụ thể mà mình cần phải quan tâm nè thì trong cái giáo trình của mình sẽ có ba nhóm chiến lược à, nhóm thứ nhất ha, thì nó liên quan đến cái chiến lược chủng loại có nghĩa là hiểu đơn giản là liên quan đến về cái số lượng thôi tôi mở thêm cái chủng loại tôi mà tăng số lượng hoặc là tôi hạn chế nhóm thứ hai là chiến lược hoàn thiện thì nó nghiêng về chất lượng và chiến lược thứ ba thì nó sẽ liên quan đến vấn đề đổi mới này kia rồi thứ nhất là chiến lược mở rộng chủng loại lấy ví dụ đây nha. ví dụ cái anh Kindle đương nhiên là cái số liệu này cô cái hình này cô lấy lâu rồi nha lúc đầu là họ chỉ có cái bánh gì um, snack cái sau đó là À, bánh công nghiệp, bánh mì công nghiệp, và bánh trung thu và sau đó là bánh cracker, cookie, kem sữa chua vân vân. À thì như vậy người ta nói là gì? À, anh chủng loại cái số lượng của anh, cái mặt hàng của anh ngày càng nhiều hơn thì người ta gọi đó là chiến lược mở rộng chủng loại. Bạn nào cho cô ví dụ nữa nè. Doanh nghiệp nào thực hiện chiến lược mở rộng chủng loại? mặt hàng của họ nhiều hơn đa dạng hơn này kia vân vân cô là có pepsi ấy, cô pepsi ngày xưa chỉ bán nước ngọt rồi bây giờ bán cái thức ăn nhanh rồi mấy cái xì nách nữa à đúng rồi nha yeah. sang cho ví dụ bánh kẹo bbk cũng tương tự ừ. vậy đó đúng không dạ vân vân thì rất là nhiều đó thì có những cái lĩnh vực đó rồi nhưng mình mở rộng chủng loại có phải là luôn luôn thành công hay không dạ không cười. lâu lâu cũng à. đẹp đúng rồi cũng có những sản phẩm là sao cũng thất bại không thành công đúng không cho nên đã có mở ra thì mình phải có gì hạn chế thu hẹp nó lại nha yeah. Cho nên cái chuyện đó nó rất là bình thường không có gì hết ví dụ như những ngày này mở rộng đây này thế giới di động cũng gì mở rộng ra bán đồ trang sức bán giày thể thao này kia vân vân nha yeah. rồi mì cũng vậy bán luôn hảo hảo là mì gấu giờ bán luôn muối ớt đó là những cái ví dụ này kia rồi những cái sản phẩm này vân vân rồi bây giờ hạn chế thì mình loại bớt những cái sản phẩm mà kém hiệu quả để mình tập trung vào cái những cái sản phẩm chủ lực ha rồi ví dụ cà phê starbucks à ngay cái chữ tên là Starbucks Coffee là biết là cái chủ là của họ là cà phê. Nhưng cô đọc là có những lúc mà khi họ thay đổi CEO á thì cái anh này mới bắt đầu là gì? Mà vào quán cà phê bán luôn thực phẩm, ha. Yeah. Rồi à, bán luôn là đồ chơi trẻ em, bán luôn là vé xem phim. Thì như vậy là anh này là lúc đầu cái ông CEO đó đang thực hiện cái chiến lược là mở rộng chúng lại nhưng mà một thời gian sau thì người ta thấy à, anh càng mở rộng anh càng bán nhiều mặt hàng thì cái doanh số của anh giảm thế là họ mới thay đổi CEO và cái anh mới này lên anh mới đưa ra nguyên tắc là gì thu gọn và trở về cơ bản có nghĩa là làm cái chiến lược là gì là cắt giảm hạn chế cái chủng loại và khi họ làm cái này là họ chỉ tập trung vào cái mặt hàng cà phê cái cơ bản nhất của họ là cái mặt hàng đó mà ha yeah. thì như vậy là bạn nhìn số liệu đương nhiên là số liệu này cũ rồi thì là họ đạt được cái lợi nhuận vân vân như thế nào rất là kỳ vọng mong muốn hoặc wow. đây nếu mình co của Vinamilk ha yeah, thì là Vinamilk cũng đã từng có một cái nhà máy sản xuất cà phê Vinamilk cũng từng có một cái nhà máy sản xuất bia à, nhưng mà cuối cùng là gì sao cũng bán nhà máy cà phê à bán nhà máy là sản xuất bia để làm gì tập trung phát triển chuyên sâu các sản phẩm ngành sữa à có nghĩa là mình hiểu à anh đang quay về cái cơ bản nói đến vinamilk thì cái sản phẩm sữa à, và những cái gì đó gần gần với sữa còn những cái khác thì tôi không mở ra thì đó là chiến lược hạn chế hoặc là ví dụ cái anh Xmen này thương hiệu này cũng đã bán rồi nha thì cũng mở rộng ra dầu gọi đầu rồi nước qua rồi sữa tắm, x-men này kia rồi quần áo thời trang, à, nhưng mà không biết làm sao thì đương nhiên có nhiều cái lý do ha, để cuối cùng họ hạn chế hoặc là cô đọc báo thấy tập đoàn VinGroup cũng vậy, họ sản xuất họ có nhiều cái mà bạn sẽ thấy mọi cái, cái chữ Vin là nó có một cái ngầm một cái lĩnh vực, một cái mặt hàng nào đó, nhưng cuối cùng là gì? Việc sản xuất điện thoại, TV thông minh không còn mang lại khả năng đột phá tạo ra giá trị khác biệt cho người tiêu dùng. À, thì thôi tôi ngưng Tôi tập trung nguồn lực của nó Để tôi vào những cái à, nhóm Những mặt hàng, những cái ngành Những cái lĩnh vực mà chiến lược mang lợi nhuận Tạo nên được cái vị thế của tôi trên thị trường à, Thì đó là cái nhóm chiến lược đó Hoặc là ví dụ đây Từ đây đến cuối năm 2025 thì Unilever Sẽ từ bỏ cái việc kinh doanh kem Mặc dù có thể là Mang danh thu rất là cao nhưng mà chắc chắc là họ đã có những cái số liệu để cuối cùng là gì? À, ví dụ như họ dựa kết quả nghiên cứu vào tháng 2 hay 2024 thì là kem là một năm kinh doanh tồi tệ, sụt giảm thị phần, lợi nhuận. Rồi lại làm cái mảng bán kem này làm chi phí đầu vào của Unilever tăng lên. Đã không có doanh thu, đã không có lợi nhuận thị phần giảm mà chi phí tăng lên thì tại sao chúng ta phải cố gắng kéo dài nó? Thì chắc chắn là mình phải sao? kết thúc nó, đó yeah. à, vân vân. À, thì có rất nhiều cái lý do. À, bên cạnh đó sẽ có một cái chiến lược nữa là biến đổi chủng loại, là mình sửa đổi thay thế làm cho sản phẩm nó lạ, nó hấp dẫn hơn, vân à, vân. Vâng. Ví dụ như là bây giờ hồi xưa mình mì gói thì chỉ ra cắt các tô ăn thôi, nhưng mà bây giờ trong mì gói này bạn sẽ thấy là gì? À, có ví dụ như có xúc xích, à, rồi ví dụ như là có rau củ. À, thậm chí có cánh gà có con tôm gì đó vân vân đó thì như vậy người ta nói là anh làm biến đổi chủng loại anh làm cho sản phẩm nó lạ nó hấp dẫn hơn vân vân à, một cái chiến lược nữa đó là thiết lập chủng loại định vị à, thì mình phải làm cho sao cho sản phẩm nó à, nó khác biệt à, nhớ lại nhìn cho cô ở cái chương chương hai có khái niệm chữ p ấy positioning định vị là mình làm cho sản phẩm có những thuộc tính khác biệt đặc trưng à, mình có đối thủ cạnh tranh không có. Ví dụ như bây giờ thị trường nước giặt rất là nhiều, thì mình sẽ cố gắng truyền thông để cho khách hàng biết là cái nước giặt bột giặt Ariel của mình nó có một cái thuộc tính một đặc điểm gì mà những cái nước giặt khác trên thị trường không có. Thay cũng vậy. À, có phải Ariel và Thai là đối thủ cạnh tranh với nhau không các bạn? Nhờ một chung một nhà rất tên lâm bộ luôn. À đúng rồi. Bạn này phải làm ở siêu thị Cà Mau không vậy? Dạ không cô. Em Em mới ở siêu thị Cà Mau cô ơi. À Cường còn... ở siêu thị Cà Mau hả? Còn An thì không phải À, tại vì thật ra ít khi nào người tiêu dùng mà phân biệt được lắm. Hồi nãy mình nói là nhãn hiệu thì dán lên khách hàng đi mua hàng. Khách hàng nhớ nhãn hiệu thôi ít khi nào khách hàng tìm hiểu là những nhãn hiệu này của cùng một công ty sản xuất hay không đúng không thì rõ ràng là Tide và Ariel là của cùng một anh em à, nhưng mà mỗi một cái sản phẩm họ vẫn là định vị khác nhau để khách hàng nhiều khi không biết nhưng mà khách hàng thích, thích Tide nó có đặc điểm gì nè có nguồn thích Ariel gì đó vân vân thì họ mua sao miễn là cũng gì mang đến cái doanh số mang đến lợi nhuận cho tập đoàn là gì của mình bg thì đó là cái mình thiết lập định vị À, qua nhóm chiến lược thứ hai là chiến lược hoàn thiện và nâng cao đặc tính sử dụng thì trong này nó sẽ có nhiều cái bạn nào đọc và cho cô ví dụ mà một vài cái sản phẩm nào để được các doanh nghiệp à, thực hiện theo gì ví dụ như làm sao sản phẩm nào có tính năng công dụng mới hơn rồi sản phẩm nào có công suất hiệu suất cao hơn hoặc là nó khai thác nhiều cái cái thuộc tính để khách hàng hài lòng hơn hoặc là chất lượng nó được truyền thông là uh, chất lượng hôm nay nó khác gì cao hơn so với nhiều rồi đó bốn cái này là thấy cho cô được bốn cái ví dụ rồi đó em nghĩ cái điện thoại iPhone nó có, mỗi năm nó đều có cải tiến mới hết À thì nó là nằm trong cái cái đầu tiên chiến lược đầu tiên ha để sản phẩm có thêm cái tính năng công dụng mới. Rồi, con cảm ơn bạn. Bạn khác. Mình thấy sử dụng sản phẩm đó mà công suất hiệu suất nó ngày càng cao hơn, nhiều hơn. mấy bạn nào mà thích kỹ thuật tính thì thường dễ cho hơn à kem đánh răng tiers đặc thù trắng gấp hai lần ba lần đó đúng không rồi hoặc là cái sản phẩm nào khai thác và khách hàng sử dụng ngày càng cảm thấy hài lòng thỏa mãn nhiều hơn Hay là mình có cái nghe mẫu quảng cáo này sản xuất Việt Nam chất lượng châu Âu không? Đó, là những cái nha, nâng cao về cái công dụng như đó. Vâng, thì suy nghĩ cho cô, rất nhiều cái. Rồi, một nhóm chiến lược cuối cùng, đó là chiến lược đổi mới chủng loại. Thì trong này sẽ có những dạng là phát triển thêm sản phẩm mới cho thị trường hiện tại. Nha. Rồi, suy nghĩ cho cô coi bây giờ mình kinh doanh tại thị trường đó nhưng mà mình luôn luôn cải tiến giới thiệu sản phẩm mới đưa thêm sản phẩm mới cho khách hàng thì nó nằm đây nè phát triển thêm sản phẩm mới cho thị trường hiện tại Không, bạn nào hay đi mua sắm hay để ý nè cho cô ví dụ coi ví dụ như mình về mình tự nói mình coi cái anh honda việt nam liên tục những sản phẩm mới à, là, là thương, thương mại theo dạng đi lên là mình đang kinh doanh những sản phẩm giá trị thấp bây giờ mình bổ sung trong những mặt hàng của mình những sản phẩm giá trị cao thì người ta gọi là thương mại theo hướng đi lên và ngược lại mình đang kinh doanh những mặt hàng giá cao để mình bổ sung những mặt hàng giá thấp thì gọi là thương mại theo hướng đi xuống cho cô hai cái ví dụ nè mình để ý coi siêu thị doanh nghiệp nào đang kinh doanh giá cao phải đưa thêm sản phẩm giá thấp hoặc là đang kinh doanh giá thấp đưa sản phẩm giá cao đó nó cũng nằm trong chiến lược nè em nghĩ thế giới di động nó cơ nó đang kinh doanh các sản phẩm điện thoại, laptop rồi bây giờ thêm đồng hồ, xe đạp rồi à, giống như điện máy xanh rồi nó nó bắt quá xanh các sản phẩm giá thấp rồi. À, thì như vậy là họ vừa làm thực hiện chiến lược là mở rộng chủng loại, đồng thời là cái thương mại theo cái hướng là à, đi xuống. ví dụ như ngoài cái phân khúc cao cấp, họ có chú trọng ra những sản phẩm cho phân khúc là à, cấp thấp, à, thì mình thấy à gọi là thương mại theo hướng đi xuống. Bạn. bạn cho tôi ví dụ nào thương mại theo hướng đi lên. À, việc check ngày xưa có giá rẻ đúng không? ấn tượng khách hàng là việc check là giá rẻ thôi. Bây giờ có hạn thương gia này kia, à, thương mại theo hướng đi lên đúng rồi. Ha. Yeah. Và cái chiến lược nữa đó là gì? Tạo ra sản phẩm phân biệt. Thì nó giống giống như cái chiến lược hồi nãy là định vị có nghĩa là mình có nhiều cái mặt hàng trong cùng một cái chủng loại thì chúng ta cố gắng định vị nó ha à, để tạo ra cái sản phẩm phân biệt tại vì nhắc lại là khách hàng sẽ không bao giờ mà khách hàng à, phí để khách hàng sẽ nhớ là à, những cái nhãn hiệu những cái sản phẩm này có cùng của một cái doanh nghiệp hay không được chưa thì đó là cái phần mà về 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 cái chiến lược cái chương này nó hơi bị dài nha rồi và trong marketing của mình á cái lần cô nói là marketing mà à, 3.0 á nó liên quan vấn đề về thương hiệu thì bây giờ thương hiệu đóng vai trò rất là quan trọng. Bây giờ các bạn có thể cho cô biết thương hiệu là gì? Và vì sao doanh nghiệp của mình cố gắng xây dựng, duy trì, phát triển thương hiệu? Và vì sao doanh nghiệp của chúng ta đều cố gắng có thương hiệu? Một nhãn hiệu từ tốt mình cố gắng thành thương hiệu. Công ty mình tốt thì cái tên thương mại cũng sẽ trở thành đó là một cái thương hiệu. À nhãn hiệu thì dùng để phân biệt là sản phẩm nào với sản phẩm kia còn thương hiệu là dùng để phân biệt là trong cái nhóm đó cái nhãn hiệu nào là nhãn hiệu tốt uy tín được chưa à. rồi cho cô hỏi câu thứ hai tại sao doanh nghiệp mình đều cố gắng có được thương hiệu Đúng không? Cho nên marketing 3.0 của mình là liên quan ba chữ I ba chữ y đó về thương hiệu. Rồi chắc chắn là các bạn chuyên ngành là các bạn sẽ học được một cái môn nữa là quản trị thương hiệu. À. rồi thậm chí là mình rảnh là mình lên mình coi hàng năm là báo Việt Nam hoặc cái trên trang web này đều thống kê là top 10 thương hiệu mạnh, top 10 thương hiệu dẫn đầu thế giới hoặc theo khu vực. Nội không nghe chữ Amazon thôi trị giá là nhiêu tiền. Mặc dù là số liệu này cũ nè qua năm này năm cũng không biết năm mấy này cái giá trị nó tăng lên các bạn có thể vào cái trang web này các bạn thấy cái đường link của cô không interrank.com bạn vào đây đi nha thì bạn sẽ thấy thống kê báo Việt Nam mà đưa thông tin gì về thương hiệu là đều có cái nguồn là từ interrank hết ha nó viết tắt của chữ là international brand thương hiệu quốc tế À, giúp người tiêu dùng phân biệt được thương hiệu có sản phẩm chất lượng. Rồi, còn gì nữa đây? Món cái là một mốt đi thi cô cho nghe Hình như là có lịch thi rồi đó bún học cô thấy trường kêu cô uh, nộp uh, đề thi đó đây nè là thương hiệu nè đúng không là có trị giá là nhiêu tiền luôn nữa để chờ rất là nhiều cái rồi đây là một vài cái định nghĩa về cái uh, thương hiệu là gì để ha mình có thể mình về mình nghiên cứu à. sản phẩm là cái được sản xuất ở nhà máy nhưng thương hiệu được hình thành trong tâm trí khách hàng và như vậy khi mình đọc cái câu này thì bắt buộc mình phải biết là muốn có được thương hiệu là phải do khách hàng đánh giá bình chọn ha và những cái tổ chức đó họ sẽ công bố là à, đây là cái kết quả bình chọn năm mấy sau khi khảo sát ví dụ như là một ngàn khách hàng ở khu vực nào hoặc là 10.000 khách hàng ở khu vực nào vân vân nha chứ không phải là từ cái tổ chức đó còn tính ra giá trị thương hiệu thì đương nhiên sẽ có những cái doanh nghiệp về tài chính họ sẽ tính ra được cái giá trị đó nhưng để đạt được thương hiệu vị trí thương hiệu thứ mấy là cho khách hàng đánh giá bình chọn nha cho nên các bạn nhớ này dùm cho cô rồi dịch tiếng anh dùm cho cô đây. Những câu này cũng nói về thương hiệu, nha. Yeah. Nhưng mà CEO của Amazon thì ông này nói cái gì đây? em nghĩ cái đó là danh tiếng của bạn là cái gì người khác nói về bạn khi mà bạn không có mặt ở đó. À, từ brand mình dịch lại gì long hả? Do brand. danh thì à, em nghĩ là danh tiếng hoặc là tiếng tâm của mình cũng được. À, mình sẽ dịch nó là thương hiệu ha. Thương hiệu của bạn là những cái gì mà người ta nói về bạn khi mà bạn không có ở trong ở nơi đó ở cái căn phòng đó. Ha, thì đương nhiên là mình đều muốn người ta nói mình với góc độ đó là gì tích cực vâng nha, rảnh về cho coi coi giùm cô rất nhiều cái định nghĩa và đương nhiên khi mình sử dụng một cái định nghĩa nào thì mình phải có cái cái nguồn tác giả đó, được chưa? Rồi. Uhm. Đây, nhắc đi nhắc lại nha. Thí dụ như ta nói là à, đây là phần hồn của doanh nghiệp là uy tín, là niềm tin mà khách hàng dành cho công ty cho nên hồi nãy cô có chia sẻ đó là thương hiệu mình truyền thông mình làm sản phẩm mình này kia vân vân nhưng kết quả mình đạt thương hiệu như thế nào thì phải do khách hàng đánh giá bình chọn và nó sẽ thể hiện qua một cái bảng số liệu do một cái tổ chức nào đó đi khảo sát và tập trung về họ xử lý số liệu vân vân như thế nào được chưa rồi tuy nhiên làm thương hiệu thì không có nghĩa là lúc nào nó cũng thành công Tại vì đôi khi thương hiệu là một cái dấu ấn đặc biệt trong đầu khách hàng. Và khi chúng ta mở rộng thương hiệu đó, chúng ta mở rộng chúng loại thì đôi khi các ấn tượng nó lại không tốt nữa. Thì như vậy cuối cùng dẫn đến là chúng ta không thành công. Thì cái gì nó cũng hai mặt. Và đây là ví dụ ha. 2012 cô đắc tuyên bố phá sản. À, bởi vì trong đầu khách hàng người ta nói nói đến cô đắc là nhớ là anh này là à, doanh nghiệp hàng đầu về cái sản phẩm mà cái phim trong cái máy cơ chụp hình nhưng mà bây giờ là thay đổi rồi chúng ta sử dụng là ví dụ như à, máy ảnh kỹ thuật số hoặc là bây giờ thậm chí không cần máy ảnh nữa mà chúng ta sử dụng điện thoại à, thì bây giờ anh này sản xuất ra hoặc là anh này mở rộng ra anh này kinh doanh những mặt khác thì trong đầu người ta vẫn nhớ là à, cô Đắc là cái gì doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất là phim cho máy cơ à, ta không mua thị trường gì đó vân vân thì như vậy cuối cùng là không thành công và để xây dựng được thương hiệu thì nó gồm có một cái bộ như thế này sẽ có thể có là nhiều hơn à, dịch từ tiếng anh sang tiếng việt cho cô đây là cái bộ công cụ nhận diện thương hiệu bao gồm những cái gì đây nè là nó có cái uh, cá tính đó cô cái personality là cái phong cách chứ cái uh, cái tên nhãn hiệu cái uh, cái, uh, cái logo dịch là gì ta nói chung là nói logo là mọi người cũng hiểu ừ, mà bây giờ em dịch cô cũng không biết dịch gì luôn nữa cái uh, hình tượng cái khẩu ừ. hiệu đóng góp đó, màu sắc một cái là gì không biết cái nhạc hiểu đó à, nhiều nhạc... khi mình đi đâu mình nghe lên máy bay mà mình nghe nhạc là mình biết này Việt Nam Airlines hay là đây là Việtjet Air hoặc nghe nhạc đây là biết cướp Mát đó okay. Đó, hoặc là mình nghe mẫu quảng cáo cái mình biết à đây là của điện máy xanh đây là của dầu uh, gọi xinh xíu à, nha à, và, và, cảm ơn bạn bạn dịch đúng rồi đó thì thường người ta nói là đầu tiên là các doanh nghiệp của mình xây dựng nhận diện thương hiệu nhưng mình quên xây dựng cái tính cách mà bên mình hay gọi đó là các cá tính thì cá tính đó là gì mỗi người là duy nhất độc nhất thì như vậy thương hiệu của mình cũng cần phải có một cái sự lạ độc để nó không nhầm lẫn nó không hòa vào những cái cá tính khác những cái thương hiệu khác thứ hai là brand name đó là nhãn hiệu và từ nhãn hiệu trở thành thương hiệu thì mình đã chia sẻ nãy giờ à, logo thì mình hay nói là cái hình ảnh đặc trưng riêng biệt nhưng mà nói logo là mọi người dễ hiểu hơn icon đó là biểu tượng đó ví dụ như nhìn cái ông già đó thì mình liên tưởng à đây là kfc À, nhìn cái con ong gạch gạch đó mình liên tưởng với là Jollibee yeah. hoặc là một cái KOL nào quảng cáo gắn liền đó thì mình nhìn icon đó mình cũng liên tưởng đến được cái nhãn hiệu thương hiệu. Slogan này thì nó cũng phải gắn với cái sản phẩm ha. Yeah. Tại vì mình cũng sẽ lưu ý là có slogan gắn với sản phẩm và có cái slogan gắn với cái thương hiệu. À, thì uh, thí dụ như là mình học về nhãn hiệu thì mình có cái slogan đó còn ở góc độ là thương hiệu của một doanh nghiệp thì mình có cái slogan của cái thương hiệu ừ. rồi bao bì màu sắc thí dụ như bây giờ trong hình của cô là coca cola chứ pepsi đi thì bây giờ từ xa khách hàng nhìn vào khách hàng nhìn à đây là coca cola bởi vì sao biết nên làm bao bì nó màu đỏ chữ trắng còn pepsi là màu xanh chữ trắng thì như vậy là nhìn vào cũng phân biệt được thì chỉ cần khách hàng nhớ được một trong những yếu tố này quá quá tốt, nếu nhớ hết tất cả những cái công cụ này là họ nhận diện được cái thương hiệu của mình. Và cái cuối cùng đó là gì? Là cái nhạc hiệu nha. Thì mình lưu ý và cũng nhớ là dùm cho cô thì không phải là cái uh, doanh nghiệp nào họ cũng làm trọn bộ cái nhận diện thương hiệu như thế này. Được chưa? Rồi À, về coi trong cái uh, giáo trình dùm cho cô ha thì mình có cái sự phân biệt giữa sản phẩm với thương hiệu ví dụ như ở đây trên slide của mình uh, sản phẩm là cái được sản xuất ở nhà máy còn thương hiệu là cái mua về ví dụ như bây giờ là cũng là tập thôi nhưng mà bạn nói à em chỉ mua tập vĩnh tiến tại em tin tưởng là giấy tốt viết êm không bị lem thì khách hàng đang mua cái thương hiệu đó về À, vâng vâng thì mình có thể coi là trong cái giáo trình trên hoặc là trên slide cô gửi mọi người là có cái gọi là gì sự phân biệt giữa sản phẩm với thương hiệu hoặc cũng có một cái sự phân biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu ví dụ như nhãn hiệu hồi nãy lúc đầu mình học rồi là mình làm nguyên một cái bộ hồ sơ và mình đi đăng ký với cái cục sở hữu trí tuệ Việt Nam của mình thì đó là hiện diện trên văn bản pháp lý nhưng mà mình phải truyền thông với này kia thì như vậy đó hiện diện trong tâm trí khách hàng và lưu ý là thương hiệu thì không có đi đăng ký nha Không có cái pháp luật nào mà cho đăng ký về thương hiệu Đăng ký về nhãn hiệu Rồi mình truyền thông trong quá trình mình xây dựng, mình phát triển Được khách hàng đánh giá, công nhận, khách hàng tin tưởng Thì nó trở thành là, là thương hiệu Lưu ý cái vấn đề đó cho cô ha Ví dụ như doanh nghiệp tự thiết kế hoặc thuê rồi đăng ký Còn bên đây là xây dựng và phải khách hàng công nhận à, à Thì các bạn lưu ý có sự khác nhau như thế đó Để mình biết hoặc là mình đọc báo Mình hay coi là gần đây có gì Những cái doanh nghiệp à, Họ bắt đầu họ thay đổi là hệ thống nhận diện thương hiệu Mặc dù là cái hệ thống cũ của họ tốt Nhưng mà chắc chắn là họ phải dựa trên Một cái kết quả nghiên cứu nào đó Để họ điều chỉnh Và họ mong muốn là cái gì Cái bộ nhận diện thương hiệu mới nhất Thì nó sẽ hiệu quả hơn những cái bộ nhận diện thương hiệu cũ Ví dụ năm 95 Mình nhìn coi của theo như thế này Tới năm 2003 Thì nó như thế này rồi về tới bây giờ như thế này nha một cái quá trình thích mình thích mình nghiên cứu à, ông này ông bên việt ông mới nói là gì ha bộ nhận diện là logo màu đỏ và slogan mới theo cách của bạn à, và đương nhiên là lúc đó là những nhà marketing này phải có một cái tổ chức một cái event tổ chức họp báo này kia để công bố và giải thích ý nghĩa vì sao vì sao cho nên là đó là lý do cô mới có những thông tin này ừ, đó đưa ra và vì sao họ thay đổi cái nhận diện thương hiệu? Bởi vì họ nói là nói đến Viettel thì họ mong muốn khách hàng nghĩ là gì? Viettel không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuật mà là gì? Tiên phong kiến tạo xã hội số mà mang cái tính hiện đại đa dạng này kia vân vân à, Thì đó là thay đổi. À, hoặc là VN Group cũng vậy ừ, thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu này kia rồi. V -V Bank cũng thay đổi, nha. Yeah. Rất là nhiều cái. Vivo cũng thay đổi. Và khi mình thay đổi hệ thống này thì không có nghĩa là trăm người hên trăm người khen. Nếu mà bạn nào bạn lên coi Vinamilk á, ta là đình đám, ta đạt được danh hiệu này kia, không chỉ trong nước mà trên thế giới thì cô này cô cũng nói là gì? À, khi tôi thay đổi thì tôi cũng nhận được nhiều lời khen và lời chê thì những cái lời chê nào thì tại vì quan điểm nhìn nhận mỗi người khác nhau mà thì mình có thể là mình lắng nghe cái nào mình thấy phù hợp thì mình điều chỉnh còn nếu không thì thôi nha vâng okay. rồi à, lợi ích của một thương hiệu mạnh mang lại thì mình về mình có thể mình coi thí à, dụ như là thuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm tại vì bây giờ cái thị trường của mình rất là nhiều nhưng mà mình có thương hiệu là tự nhiên khách hàng cảm thấy là gì yên tâm thậm chí là tự hào khi sử dụng sản phẩm đó ha rồi là à, khuyến mãi làm khách hàng định giá gì đó vân vân rất là nhiều hoặc là thậm chí là tự hào cho nhân viên hỏi bạn đang làm đâu đó tôi đang làm cho gì à, công ty Lego tôi đang làm cho à, VinGroup tôi đang làm cho là ví dụ như là um, việt theo ha thì đó là những cái ít lại và khi mình có một cái thương hiệu mẹ thương hiệu cấp mạnh rồi à, nãy cô cũng có nói là từ nhãn hiệu trở thành thương hiệu ha thì mình có thể chiến lược mở rộng thương hiệu là mình sử dụng cái thương hiệu mẹ đó để mình đặt cho những cái sản phẩm khác. À, ví dụ như bạn nào thích sử dụng sản phẩm Nivea cũng vậy. Nivea đầu tiên lại mặt hàng gì đó, sau đó họ mở rộng ra rất rất là nhiều. Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược này là cái gì? Mình mới đầu mình có một sản phẩm, mình đặt tên nhãn hiệu. Sau đó, nhãn hiệu đó trở thành thương hiệu và mình lấy cái thương hiệu này mình đặt cho những sản phẩm khác của doanh nghiệp mình thì ưu điểm thì chắc chắn là có nhiều rồi nhưng các bạn thử suy nghĩ giùm cho cô nhược điểm của chiến lược này là cái gì yeah. nếu sản phẩm mới không thành công thì sẽ ảnh hưởng tới cái thương hiệu của mình đúng rồi tâm lý khách hàng chỉ cần nghe một cái nhãn hiệu nghe nó à bây giờ dầu gọi đầu hoặc là cream của À, Nivea là gì không tốt cái tự nhiên tâm lý mình nghe chữ Nivea thì thôi mình sao không sử dụng nó nữa ha. mà cái công mình xây dựng một nhãn hiệu mà mình uh, phát triển nó này kia nó rất là khó ha. cho nên là ưu điểm thì rất là nhiều nhưng mà nhược điểm chỉ cần một cái sản phẩm không thành công thôi thì khách hàng sẽ sao tránh xa Khách hàng hồi nãy cô nói là khách hàng không quan tâm là nhãn hiệu này sản phẩm này là do công ty nào sản xuất, có phải cùng một công ty sản xuất hay không. Nhưng mà bây giờ khách hàng chỉ cần nhìn cái chữ Nivea, mặt hàng khác nhau, khách hàng tự nhiên không cần nghiên cứu cũng biết của cùng một doanh nghiệp. Và chỉ cần một doanh nghiệp không thành công là ảnh hưởng những mặt hàng khác. Và để giảm rủi ro như vậy đó thì như vậy mình sẽ có một cái chiến lược khác nữa đó là chiến lược gì ha? nhiều cái nhãn hiệu, nhiều cái thương hiệu, ha. ví dụ như bây giờ lipson là một cái nhãn hiệu nhưng bây giờ nó trở thành thương hiệu rồi. viêm cũng từ nhãn hiệu trở thành thương hiệu. thì nếu mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta mới biết những cái mặt hàng này, những nhãn hiệu, những thương hiệu này mới cùng của một tập đoàn unilever sản xuất. và giả sử omo không thành công thì nó cũng không ảnh hưởng tới mấy cái anh khác được chưa tại vì nó không có cái chữ ví dụ như là dầu gọi đầu ô mô bột giặt ô mô gì đó này khách hàng nhận biết rồi cái này khác nhau nha nhưng cho cô biết một cái khó khăn gì khi chúng ta mỗi một cái sản phẩm chúng ta đặt tên một nhãn hiệu và chúng ta có chiến lược phát triển nhãn hiệu đó thành thương hiệu Unilever có 6.000 mặt hàng và 6.000 cái nhãn hiệu Coca-Cola có 3.000 hàng, 3.000 nhãn hiệu, chiến lược cũng phải khác nhau, cho cô biết là khó khăn gì trong cái vấn đề này Cô nghĩ là cái vấn đề là phân chia nguồn lực cho từng nhãn hiệu Đúng rồi, phân chia nguồn lực đúng không, mà nguồn lực thì trong đó gồm nhiều cái, ha. thì như vậy là ưu điểm có, nhược điểm của có cho nên một số doanh nghiệp họ sẽ mix, họ kết hợp à, chiến lược, à, mở rộng nhãn hiệu Uh, hoặc là chiến lược nhiều nhãn hiệu để mỗi những chiến lược có những cái ưu nhược điểm thì nó sẽ hỗ trợ lại cho nhau vân vân chào rồi uh, mình có một cái thương hiệu nhưng mà giá trị rất là nhiều ha nhưng mà đôi khi là vì những lý do nào đó thì chúng ta cũng đã bán thương hiệu của mình ha ví dụ như đây một vài cái ví dụ đây hai lần là, là của Việt Nam mình đúng không đã bán cho các anh Jollibee của Philippines. Rồi Nguyễn Kim thì cũng đã bán cho là Central Group của Thái Lan. Ha. Yeah. Và Kinh Đô thì cũng đã bán luôn rồi cho cái tập đoàn là Mondelez International của Mỹ. À, Pierce, hồi xưa vào thì Unilever vào chỉ là anh cho tôi mượn nhà máy thôi, cho thuê nhà máy thôi. Sản xuất là kem đánh răng, close up của tôi, ghét rồi là bây giờ bán luôn rồi. Ha. Yeah. Rồi Uh, Sabico cũng bán luôn cho Thái Lan. Hmm. Rồi Proenza bán luôn cho tập đoàn là Shinhan Bank của Hàn Quốc. Isman thì bán cho của gì Ấn Độ. Hmm. Vâng vâng. Dina thì bán cho Unicharm Nhật Bản. BBK thì bán lại cho Lotte Hàn Quốc Nhật Bản. đó Tribico thì cũng bán luôn cho Đài Loan Trung Quốc. Rồi Viso thì cũng bán cho Unilever Được chưa Hoặc là Huda Nãy cô nhớ đầu giờ Các bạn cho cô Ví dụ cái, 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 cái tên nhãn hiệu đó Cũng đã bán cho Đan Mạch. Hoặc là Phở24 Cái ông mà thành lập ra cái này Và ổng là viết rất nhiều cái quyển sách Về thương hiệu Hiện nay đang uh, giảng dạy Định cư tại Úc Thì cũng đã bán luôn cái thương hiệu này rồi ha. Rồi kem đánh găng Colgate Dạ Lan Tại vì lúc đầu thời điểm đó là con cát vào Việt Nam của mình dưới cái hình thức liên danh. Nhưng mà sau đó là bán luôn vào thời điểm đó là 3,5. À, cô nghe 3,5 nhưng mà trong cái báo này là gì? Mua thương hiệu với giá 3 triệu đô la với hình thức liên danh và 3 tháng để xóa sổ. Thì ông này ông mới nói là bây giờ 3 triệu đô la đó cũng không đủ để ông là gì kỳ dựng xây dựng lại cái thương hiệu vân vân như thế nào ha yeah. thì người ta nói là đến một lúc nào đó thì mình cũng phải suy nghĩ à, đương nhiên có những cái quan điểm người ta nói là mình tạo ra thương hiệu rồi mình bán rồi mình tạo ra thương hiệu mình bán nhưng có những người nói là cái thương hiệu là cái tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp mình bán lại chưa chắc cái là sao mình gây dựng mình tạo ra được một cái thương hiệu mới vâng vâng rất nhiều cái ở Việt Nam của mình thì có luôn ngày thương hiệu Việt Nam ha. À, các bạn nhớ dùm cho cô đó là 20 tháng 4 hàng năm và đương nhiên là họ cũng sẽ có cái ngày là công bố hoặc là trên thế giới thì thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng được là đánh giá với cái con số đó giá trị nó là bao nhiêu đây ví dụ của mình được đánh giá là nhiều ha 498,13 tỷ đô la vào năm 2023 cái chữ thương hiệu Việt cái chữ Việt Nam á vâng vâng à, và mình cũng có thể coi về cái à, tháp lòng trung thành của khách hàng các bạn có thể nghiên cứu cái tháp này mình vận dụng để mình làm cái à, các bạn là hệ đào tạo từ xa thì mình gọi là tiểu luận tốt nghiệp đó. nha cô thấy rất nhiều cái đề tài khai thác về cái cái tháp lòng trung thành của khách hàng à, mà đặc biệt nó phù hợp với cái chuyên ngành quản trị kinh doanh của mình à, thì mình vận dụng nó để mình phân tích à để mình làm được cái cái bài tốt nghiệp của mình được chưa rất nhiều cái kiến thức thì đó là cô kết thúc cái phần này à, Cho cô hỏi coi cô đang soạn Cái câu hỏi thi thảo luận Bây giờ các bạn muốn nghiên cứu về cái vấn đề gì